và các bạn đang theo dõi BMBL Việt Nam mùa thứ 3. Mình là AK, bên cạnh mình là Andy. Mình là Bi, bên cạnh mình là XK. Hôm nay tụi mình nhận thử thách đến từ ban tổ chức, khả năng bắn ngắm của cả 4 thành viên mình. Ngay bây giờ các bạn hãy đón xem. 4 người chơi chia làm 2 đội, mỗi đội cử 1 player tham gia vào trận đấu 1 viên 1. Trong bản đồ nhà kho Deathmatch, 2 player chỉ sử dụng khẩu sniper không bật ngắm. Player nào đạt được 10 kill trước sẽ chiến thắng. Sau 2 lượt đấu, đội nào có nhiều trận thắng hơn sẽ chiến thắng chung cuộc. Team match, let's go! First point for the red team! Hãy
team is scoring for the first time. Enemy down. Cái này anh ơi. Đi đâu rồi? Thì máu rồi. Chạy này đi chạy đi nhau này. Bay đi chạy. Bố đây. Sao thả bạn lại. Chạy. Không chạy chơi, đừng có chạy. Chạy rồi. Dậy mà múa đi, dậy mà nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đây. Bắn nó. Bắn nó còn đâu ra. Này thì dậy mà múa đi, dậy mà múa đi. Trời ơi, trời ơi. Ăn nhiều quá. Này thì đẩy nó đi, đẩy nó đi. Tin ra lần tụi mình sẽ tiếp tục thi đấu tại cái ngày tiếp theo. Và các bạn hãy đón xem và ủng hộ team mình ở kênh phát sóng PUBG Mobile Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Giải đấu PUBG Mobile Pro League Việt Nam mùa 3 đã chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 3 cho tới ngày 18 tháng 4. Đón xem vào lúc 16 giờ hàng ngày trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Trưởng thành để chiến thắng.